Tiểu Hay Sảng tác chấn quyền thân thiện, long còn chỉ đạo của thành phố Bắc Giang, xe săn cố, tảng ủy, ủy ban nhân men phường Đà Mai, là tàu từ nhẹp bác ngô sập triệu ngàn, tai cọ thêm nhập các sắc mặt dòng, táng, bộ phận, trồi ết môn. Theo này, hệ thống bảng biểu, máy tính, máy in, máy scan, TV thông minh, tó các sắc mặt dòng nhạy, lôm sạc pin, điện thoại, wifi màu chấu trên, tông tạo xùi, nát tạc phường trang bị chân giấy cáo, lon chấu trọng, hệ thống lóo mã QR, tra cứu, thủ tục hành chán. Cú này chấu phạt điều kiện ngày, phục vụ táng của nhan men, lai tiếng dâu hồ sơ, lon chấu cú cộng dịch vụ công trực tuyến. Trên đây, Ủy ban Nhân dân phường cắn bố trí bảng niêm yết công khai, cáo hao thủ tục hành chán, trôi thẩm quyền giải quyết trôi bá tầy, hao tiếng toáo, hơi sảng, hòm thư điện tử, tiêu nhằn hao ý kiến cọp nhập cú nhan men. Công khai cáo sang hao số điện thoại của lãnh đạo luân tài piêu, công chức phường. Trôi bên này, phường gắn chạy xe cú công giải quyết thủ tục hành chán, lồm cơ chế, lấy trôi tầy. Một tiểu sàn thủ tục hành chắn cú tài nhạt nhằm tiểu tạc tổ ngăn trên xây san hối lai tách cọ của cò ngám lạm cú nhân men. Tôi thì có đến làm công chứng ngổ lại cây cộng chứng các sắc mặt chơi hồ sơ tiêu táng ngục cú năm nổi huyết tọc rồi ngục kiến trời cây các sắc mặt dòng chân sỉ hào lan tràn tạc lắp tạp cáo hao hệ thống máy móc tải piêu ni chân sỉ liều lạm đã được lắp đặt đầy đủ. Tôi thấy là phường Đa Mai này. Phường Đa Mai tắc tàu từ các sắc mặt dòng chân sỉ hầu, tại piêu ni chân sỉ liều lạm lon cháy nò ngổ cây chân sỉ on lạm. Nhiệt tình và rất nhiệt tình với nhân dân chúng tôi. Xác định còn vạt, sau lại hành chán sẽ dắt trẻ học cộng chấu tổng lạm, sẽ cố cộng đột phá trẻ phát chấn canh chạy trà vội của tẩy bàn. Ủy ban nhân men phường Đa Mai dĩ là vạn sản cộng chấu, chỉ đạo chấu trang sản cải cách hành chán theo lầu chưa cản lên tình hình thực tế của tẩy bàn. Ta này chấu phạt dáng vạn sản cho cố cộng tai cọ chất lượng kết cá, giải quyết hao thủ tục hành chán, đáp ứng càng nhạt càng hao hợn nhu cầu của hao tổ chức lòn của nhân men. Cùng xây, bá tầy nhằn, lon van kiệt cá cú phường, giọt lạm cú nhân chấu cộng, đàm bó cú công chấu, hướng tái nhằn, lon giải quyết hao thủ tục hành chán, trôi thẩm quyền. Ad lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân phường, trực leo, tiêu giải quyết ngay cộng chấu táng của nhân men, đáp ứng tác cáo hao yêu cầu công chấu. Trời chấu công chấu, tài piêu công chức trả, lan xác định, chấu nghiêm, hao quy chế phán phá công sở, kỷ luật, kỷ cương, hành chán. Lon cú còng hám còng chấu nên xảy chuyên nghiệp hơn, thân thiện hơn, lon kiệt cá hơn, nhằm chấu lai cú còng ngám lặm, đắng hao tổ chức lon của nhân men. Từ khi mà được thành lập mà tại piêu phường Đa Mai, chấu cú còng hám nên xảy lấy lan lon ngổ một chấu, một cây sạc đình chặn còng chấu của văn. Ta mạt chấu cú cộng chắn quyền thân thiện, ni tải piêu cú ngủ cây, chấu liều cộng chấu cú văn, tiêu chấu lai cú cộng, ngám lạm, táng chế nòng, nhan men. Hiện thì bản thân chúng tôi là cũng làm hết trách nhiệm của mình. Ủy ban dân phường Đa Mai trong thời gian mà thực hiện xây dựng chính quyền thân thiện. Ủy ban nhân dân phường Đa Mai, trồi xế san chấu cú cộng hơi sẵn chắn quyền thân thiện. Ta mệnh lệnh hành chắn cú cộng phục vụ hướng tái tuyên truyền thuyết phục theo phong cách trọng của nhân men chơi cản của nhân men dịch của nhân men loan giàu trách nhiệm lon của nhân men tảng ủy ban nhân men phường tiếng cây sẩy cọng chấu tóng lạm của nên nhảy chén lăn nhì nhảy loan sang nên chẹp cây trôi cú cong này ngô cây cắn tao tư các sắc mà dòng chân sẩy chay lon hầu tiêu đàm bó môi trường chơi cản lon của nhân men cái môi trường thân thiện gần gũi với nhân dân. Mỏ hỏng trời phường Đa Mai, trời thành phố Bắc Giang trở mỗi xế san chấu thí điểm mộ ăn, chắn quyền thân thiện, công an phường, chấu công liều lạt, thân thiện, vì của nhân men, phục vụ. Trời phường Trần Phú ta mỗi nên nhảy chết là nhảy giạt, nhân kín kiệt cá thiết thực. Thành ủy Bắc Giang quyết định nhận vột mộ ăn tó sập ngộ phường trà, cán rào chùi tế bàn. Lai tó cung xây, bẹp phần bẹp phường trà của thành phố Bắc Giang làm tổ chức cú cộng khai trương, lon chắt nhãn bộ ăn chắn quyền thân thiện, công an phường, chấu cộng liều lạt, thân thiện, lon vị của nhân men phục vụ. Thành phố Bắc Giang cắn tràng càn ngộ tỷ ngàn táng sang bá tầy, tiêu chấu vạn sản số, tay cọ cải cách thủ tục hành chắn. Vạn sản loan tay cọ chất lượng công chấu, cú bộ phận Edmond, nhất xảy tay cọ cú công chấu chuyên nghiệp chắn quy, cú sang hao tải piêu, cộng trước.
Mục tiêu của thành phố nơi xảy hướng tỏ một ăn chính quyền thân thiện, loan hào tiêu chí. Nơi xảy tài piêu, chơi cản, chấu cộng, cú chính quyền thân thiện, loan môi trường chấu cộng, thân thiện loan của nhân mền. Tiêu chỗ tạc cú cộng chấu cây, hạc tóc cú cộng hơi sảng cảnh quan môi trường công sở, chặn, chặn, loan hào. Bá tầy tăng cú nhân mền, văn minh, lịch sự, đảm bảo hao nhu cầu thiết yếu của nhân mền, tạm mát lai cây chấu cộng, loan chính quyền. Để xây dựng cái mô hình chính quyền thân thiện. Hơi sảng mộ ăn chính quyền thân thiện cho tế bản phường Trần Nguyên Hãn, chửi xế san táo. Nên ban chỉ đạo của phường là tập chặt hao cọng chấu, hao biến pháp, chửi chấu mộ ăn cây. Chưa nay châu cú cong ngám lặm, cú tổ chức của nhan men, lai cây chấu cọng, xảy bảng tạc, cót cá, xế san chấu, hao tiêu chí cây. Ngô cây xác định, thái độ tinh thần chấu cọng phục vụ của nhân men xào kết cá, sợi yếu tố quan trọng, tiêu châu lai của cọng, ngám lặm, tăng của nhân men. Thọng cú này, ngô cây tiếp sau loan xào học biến pháp, tiêu sầu, sang của nhân tải piêu, chấu hao hợn, của cọng chấu, của văn. Sự hài lòng của người dân. Hưởng ứng cọng chấu hay sảng chính quyền thân thiện trời sóc phương trả chủ tịch bản thành phố Bắc Giang. Ta tao làm nhiệt nên nhảy trễ lên nhảy nhảy, lai tỏ công xây. Ủy ban nhân viên phường Trần Nguyên Hãn đã rào hao tổ cọng chấu chân sẩy thiết thực ý nghĩa nhằm vặn lạn xẹc, lâu chấu cọng của chính quyền, ta mệnh lệnh hành chắn, cố phục vụ, hướng tái, vận tỏng, thuyết phục. Hay sảng phong cách, chơi cản của nhân men, trọng của nhân men, lo xích của nhân men, tọc của nhân men, lon sầu, trách nhiệm, lon của nhân men. Hướng tọc cú cộng, ngám lặm cú nhân men, cú đội ngũ tải piêu cộng chức chiến sĩ công an trôi phường Trần Nguyên Hãn. Giáng lên tàu trôi tây bạn là chấu cú cộng trạng trí là trụ sở tảng ủy, hội đồng nhân men, ủy ban nhân men phường. Chấu lặn ốc tiểu trị cú nhân men, dân lại bá săn cú trụ sở, vạn lặn hệ thống, bảng biển, trôi tóc lặm, lon hạc tàu cú trụ sở. Sau lại thân trạm y tế phường, trải thềm vạ, lon căn mọc, trôi lên trụ sở chấu cộng. Lon học cộng chấu tay cọc kết cá, cong vạt, trôi cản lon cú nhân men, trôi bộ phận Edmond, cú phường, trạm y tế, đội thuế, lon công an phường. Trên nơi tài piêu cộng chức của phường, dí là tay cậu tích cực cài lầu chỗ cộng, tắc phong chỗ cộng. Cú cộng cáng câu, ứng xử, vụi hợn, chân tình, lo giải quyết thủ tục, xẹc hợn, ngày hợn, xảy lôm tiêu chí mà chắn quyền, thân thiện là tập chặt. Nay tôi đến phường Trần Nguyên Hãn này làm giấy tờ thủ tục đất. Ngõ lai cây tiểu chấu chày cái nay tẩy, ngô kiến tài piêu chửi cây, chất xảy hòa đồng, lon cú nhân men, lon chất xảy liều lạm. Rất nhiệt tình và chu đáo. Là công chức tư pháp hộ tịch được phân công trực tiếp. Xảy cú nhân cộng chức tư pháp hộ tịch của phường Trần Nguyên Hãn giải quyết hao thủ tục hành chắn trồi bộ phận Edmond. Ngồi nhàn kín một cong hơi sàng, mô ăn chấn quyền thân thiện, chân xảy cần táo. Vì mô ăn cây, vạn hạn chất xảy xe cây lầu chỗ cọng của chấn quyền tây phụng. Ngồi lan chiều hâu phán táo chú trong hao cọng chấu tạc dạo, cắt bê xảy cỏ vạn hướng tái của nhân men. Tiếp sau, thụ lý hồ sơ, loan giải quyết hao thủ tục hành chắn trồi cú cọng tư pháp, năng chấu tắng sau kiệt cá thật cậu nhất. Sau thực khẳng định, cú cộng tái mộ ăn chấn quyền thân thiện nhập thành phố Bắc Giang thực sự xảy ép sàng cộng chấu chân xảy xảy loan ngám lặm của nhân men. Bởi cú cây, mó hong xảy búi mền của chấn quyền tắc chấu lạn, mối quan hệ giữa chấn quyền loan cú nhan men tắc tay cậu xảy theo lầu tích cực. Mà quan trọng hơn nên xảy cú cộng vằn lặn, cậy chất, trôi giải quyết cộng chấu, tắng tổ chức loan của nhân men. Triển khai nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện tại các phường xã. Cú cộng chấu loan nhân vột mô ăn chính quyền thân thiện rồi sang phường trà các thành phố Bắc Giang chấu chân sĩ chay. Cú cộng chấu cây giàu ý nghĩa chấu lai cú cộng ngám lạm táng của nhân men rồi xế san cáng cầu loan chính quyền cơ sở hơi sảng đội ngũ tài piêu cấp phường trà tài piêu cáng cầu loan của nhân men rồi bộ phận Edmond giàu cú thái độ quy tắc cáng cầu đảm bảo sẽ lồng quy định chấu lai cú cộng thân thiện ngám lạm táng của nhân men. Thành phố Bắc Giang là tập tròn tao tư hướng tái loan chấu chay trôi sập lọc phường trà đối với người dân. Mặc dù mộ ăn hơi sảng chấn quyền thân thiện, họng tạc chấu trôi tệ bạn thành phố Bắc Giang trôi xế san tồn, trong sáng lên tàu là có phản chấu vằn lạn, cú cộng chấu cộng, cú tô tải piêu cộng chức trôi cơ sở. Từng dáng vằn lạn, ta mệnh lệnh hành chắn, cú cộng phục vụ, hướng tái, vận tỏng, thuyết phục. Cú cộng lao tiểu, phát chấn kiệt cá hơn nữa, mộ ăn cây, xế rắt trôi sang hau chủ trương của thành phố trôi xế san táo.
Cố này, quyết làm hay sảng, ít chấn quyền, thực sự chuyên nghiệp, liều làm, vì của nhân men phục vụ, góp phần quan trọng, tiêu thành phố Bắc Giang, giàu tắc mục tiêu, phát chấn tặc xẹc, loan can, theo lầu, đô thị chặn, thọ mình. Châu của nhân men sẽ tóc làm, tiêu hay sảng, thành phố hào sảng.